Ở clip này thì Tuấn xin mời quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng hình ảnh thực tế của chiếc xe Lexus GX550 năm 2024 vừa trình làng với giá dự kiến đặt hàng tại Lexus Việt Nam với giá là 5 tỷ 970 triệu ạ. Mới đây thì Lexus vừa chính thức trình mẫu SUV GX thế hệ mới, hàng loạt nâng cấp từ ngoại hình đến trang bị đi kèm ạ. Sau gần 14 năm, Lexus mới trình làng GX thế hệ thứ 3, thay thế cho thế hệ cũ đã tồn tại từ năm 2009. Trong lần lên đời lần này, GX 2024 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm rời Body on Frame TNGAF, tương tự như chiếc xe Land Cruiser LC300 và chiếc xe LX600. Sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4950 x 1980 x 1865 mm ạ. Và xe sở hữu chiều dài cơ sở tăng 60 mm lên mức là 2850, nó tương tự với hai chiếc xe Land Cruiser 300 và chiếc LX600 ạ. Và là mẫu SUV off-road nên Lexus GX được trang bộ mâm có kích thước lên đến là 20 inch hoặc 22 inch cùng nhiều kiểu dáng khác nhau. Về nội thất, thiết kế bên trong khoang cabin của Lexus GX 2024 tương đối đơn giản, tương tự như những người đàn em RX hay là NX. Xe có cấu hình 3 hàng ghế với tùy chọn là 6 và 7 chỗ ngồi. Đối với phiên bản 6 chỗ, GX 2024 sẽ có 2 ghế tương gia ở giữa. Chiếc SUV này được trang bị vô lăng 3 chấu kết hợp giữa phím vật lý và bề mặt cảm ứng, lễ chuyển số và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3, tương tự như hai chiếc xe Tuấn vừa chia sẻ. Với màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Và chiếc LX lần này thì vẫn được giữ lại hai núm xoay và các núm vật lý điều chỉnh trên hệ thống điều hòa và hệ thống âm thanh. Hệ thống 21 loa Mark Levinson chỉ có trên các phiên bản cao cấp. Về trang bị an toàn thì tất cả các phiên bản trên xe GX 2024 đều được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Lexus Safety Sense System Plus 3.0 ạ. Bao gồm như là phòng tránh và va chạm phía trước với khả năng nhận diện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng với mọi giải tốc độ cho quý vị các bạn nhé. Và hỗ trợ giữ làn đường này, cảnh báo lệch làn vân vân, rất nhiều tính năng đã được trang bị. Ở thế hệ mới Lexus GX 2024 lần này đã không còn sử dụng động cơ V8, thay vào đó là một động cơ V6 3.4 lít tăng áp kép, sản sinh công suất ra là 349 mã lực và mô men xoắn cực đại là 650 Nm, mạnh hơn 48 mã lực và 46 Nm so với động cơ cũ V8. Động cơ V6 lần này được kết hợp với hộp số tự động 10 cấp dẫn động hệ 4VKD toàn thời gian tiêu chuẩn, cùng bộ vi sai hạn chế trơn trượt Torrent. Và hộp số phụ điều khiển điện tử giúp thời gian chuyển số giữa hai chế độ cầu chậm 4VKD2 và cầu nhanh 4VKD Low nhanh hơn trước. Và chiếc Lexus GX 2024 được lắp ráp tại nhà máy Tahara ở Nhật Bản, dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường tầm khoảng quý 2 đến quý 3 năm nay, là giao xe tới quý khách hàng rồi. Và anh chị quý khách hàng cũng quan tâm đến LX GX 550 thế hệ 2024 lần này thì có thể là để lại comment phía dưới hoặc gọi điện vào hotline của xe 365, chúng tôi sẽ nhận đặt hàng giao xe sớm nhất cho quý vị các bạn ạ. Và xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở một clip tiếp theo ạ. Just hurt me. Just think about it, about to hold me. That you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I would love it till forever, forever.